ta gặp nhau ở video đầu tiên trong chuỗi video của khóa học 69 tuyệt chiêu chốt sale trực tiếp. Trong 69 tuyệt chiêu này thì tôi đã chia nhỏ thành rất là nhiều các module khác nhau. Và trong cái module lần này thì đó là một trong những tuyệt chiêu đầu tiên, đó là tuyệt chiêu khiến cho khách hàng biết đến bạn. Trong top những tuyệt chiêu khiến khách hàng biết đến bạn thì có 10 tuyệt chiêu cơ. Tuyệt chiêu thứ nhất đó là tuyệt chiêu liên quan đến Google Search. Nhưng mà trước khi nói về tuyệt chiêu này thì tôi phải giải thích một chút cái từ khóa liên quan đến từ khóa là chốt sale. Có rất nhiều người ngoài kia họ nghe thấy từ chốt sale, là họ sợ. Cứ chốt sale là họ sợ. Nhưng chúng ta đang là những người bán hàng tuyệt vời thì phải hiểu giúp tôi điều này. Chốt sale thực ra đấy là một cái hành động và cũng là một cái tác động của người làm nghề bán hàng đối với khách hàng của mình để giúp cho khách hàng của mình có thể nhanh chóng đưa ra cái quyết định mua hàng. Bản chất của chốt sale là như vậy. Người bán hàng tác động gì đó để khiến cho khách hàng của mình có thể dễ dàng vượt qua các rào cản để đi đến quyết định mua hàng. Đó, bản chất chỉ chốt sale nó chỉ là như vậy thôi. Đó, nó đơn giản như vậy mà. Thế vì sao chúng ta lại phải chốt sale? Tôi muốn nói với bạn điều này. Khách hàng chúng ta, họ là những người đang gặp vấn đề. Họ là những người đang gặp vấn đề và họ cần phải giải quyết vấn đề. Và chúng ta đã nhìn thấy giải pháp và chúng ta đã biết được rằng giải pháp đấy có thể giúp cho khách hàng của mình giải quyết được vấn đề. Vì thế, chúng ta hãy làm một điều gì đó để khách hàng của mình họ tiến về phía trước, và tiến đến cái giải pháp này và sở hữu giải pháp này để họ thực sự giải quyết được vấn đề của họ. Đó là lý do vì sao mà chúng ta phải chốt sale. Ok. Và bây giờ đi đến tuyệt chiêu đầu tiên khiến cho khách hàng biết đến bạn. Để biết đến bạn hãy nhớ ghi xuống, chuẩn bị cho tôi giấy và bút nhá. Cần có giấy và bút. Ok. Tuyệt chiêu thứ nhất đó là dùng Google Search. Google Search dịch ra tiếng Việt tức là tìm kiếm trên công cụ Google. Bạn hãy thử vào Google Search Hán Quang Dự. Search Hán Quang Dự, bạn sẽ thấy website của tôi rất nhiều các mục liệt kê trên top Google đều nói về tôi, thậm chí nói rất là tốt, rất là tuyệt vời về tôi. Và bây giờ nếu bạn muốn khách hàng của bạn họ yêu mến bạn thì search trên Google phải thấy bạn, bởi vì rất là nhiều người họ sẽ tìm kiếm bạn trên Google. Ok, hãy làm như những người tuyệt vời. Và để có thể là search tên bạn và thấy được bạn ở trên công cụ Google thì rất là đơn giản, làm cho tôi những bước sau đây. Bước thứ nhất là bạn cần có một website. Website đấy là website cá nhân, ví dụ như tôi là hanquangdu.com, còn của bạn ví dụ như là Nguyễn Văn Vương thì là nguyễnvanvuong.com. Và nếu như tên miền .com rồi nó hết rồi không sao cả, hay là tên miền .khác đi, tên miền .com, tên miền .net, tên miền .info, tên miền .com.vn hoặc là tên miền .đuôi khác, hoàn toàn được, bất kỳ một tên miền nào. Và để có thể mua tên miền thì bạn có thể là vào trang của iNet, hệ thống của iNet.vn, bạn cũng có thể mua tên miền trong đó được. Ok, khi mà có một tên miền rồi thì việc của bạn là cần có một cái nền tảng website. Thì bạn hoàn toàn có thể làm bằng Blogspot. Đây là một công cụ miễn phí, search trên Google cách để làm website bằng Blogspot, bạn hoàn toàn có thể làm được. Bạn hoàn toàn có thể dùng cái nền tảng thứ hai là WordPress, thiết kế website bằng WordPress. Bạn có thể tìm kiếm rằng là hướng dẫn thiết kế website bằng WordPress hoặc là hướng dẫn thiết kế website bằng Blogspot. Search nguyên cái từ khóa như vậy thôi thì bạn hoàn toàn có thể tìm thấy cái video hướng dẫn nào đó của tôi trên Internet. Bạn cứ làm theo thôi thì bạn có website cá nhân. Ok, có tên miền rồi, có nền tảng website rồi. Và bước thứ ba nữa là bạn cần phải phát triển nội dung gì đấy. Phát triển nội dung thì cần phải phát triển nội dung như thế nào? Thì bạn cứ vào hanquangdu.com thì xem những cách tôi phát triển nội dung, bạn cứ bắt chước như vậy thôi là được. Ok, bạn chỉ làm đơn giản giống như tôi thôi thì search tên bạn chắc chắn sẽ thấy trên công cụ Google. Ok, đó là cách để khách hàng có thể biết đến bạn trước khi mà gặp bạn. Họ cần phải biết đến bạn trước khi gặp bạn. Ok, thank you và hẹn gặp lại.